Dạ vâng, em Hải xin chào các bác ạ. Ngày hôm nay em Hải lên một clip để xả hàng thanh lý nâng cấp của các bác khách hàng tại khu vực miền Nam. Thì hôm nay tổng cộng là có 19 kiện sản phẩm, số lượng không nhiều các bác ạ. Đấy, các bác nào mà ưng ý các sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hotline hiện tại em Hải đang cầm. Có số là 0982 352 313 và địa chỉ cửa hàng tại Sài Gòn của bên em tại 48B, cứ xá vào điểm Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 2. Và khi các bác mua các sản phẩm thanh lý này vẫn được hỗ trợ trả góp. Thì những hóa đơn giá trị trên 3 triệu thì có thể làm thủ tục trả góp được các bác nhé. Các bác chỉ cần là căn cước công dân qua cửa hàng, thủ tục chỉ thời gian mất 5 phút thôi, các bác đã hoàn thành thủ tục rồi. Ok, em Hải sẽ đi vào là quay sản phẩm đầu tiên luôn. Đầu tiên là một chiếc mixer cao cấp của thương hiệu DB Arctic, model là MFX12. Thị trường anh em đang sử dụng con này rất là nhiều và được rất đánh giá rất tích cực của anh em chưa đi sâu và sử dụng con mixer này. Reverb rất hay, echo rất mượt mà. Đấy, dùng rất là bền. Giá thành hiện tại thị trường anh em bán con này là 8.500.000. Thì đây là một chiếc mixer em demo nhá, chứ là không phải nhập lại khách hàng đâu. Hàng em demo. Thì hiện trạng máy là hoạt động bình thường và còn rất là mới, chỉ có là để ngoài thì các bác biết rồi là bụi nó sẽ có bám vào những cái kẽ này. Kẽ này là không lau tới này. Đấy, em vệ sinh hết rồi. Đấy, các vết bớm em vệ sinh hết rồi. Thì hôm nay em thanh lý một chiếc này với giá lỗ mã số 17 với giá là 5 triệu đồng. Vì thanh lý là lỗ rồi cho nên là em sẽ không bảo hành lâu, em chỉ bảo hành chiếc mixer này 3 tháng thôi nhá. Bảo hành 3 tháng để cho các bác về test sử dụng hoạt động bình thường. Và các bác nào mà lấy mixer này thì em sẽ là cài sẵn chế độ echo reverb của chiếc mixer này ra ok nhất. Các bác về chỉ việc cắm vào là chỉnh các line bass trúng chép thôi. Đấy. Hàng demo cho nên là còn nguyên hộp xốp này, dây nguồn này, rồi là dây bluetooth. Đấy. Ok, 5 triệu các bác nhé, bảo hành 3 tháng ạ. Và tiếp theo là một chiếc vang số của thương hiệu PS Audio, model là K800 Pro. Đấy, một mẫu vang số nữa, phiên bản mới của nhà hãng PS Audio, hàng nhập khẩu chính hãng chính ngạch. Thì đây cũng là một sản phẩm hàng mới đập hộp, nhưng chỉ có là hàng nó bị rách này, các bác thấy thùng rách nát. Thì hôm nay em cho ra thanh lý luôn. Đấy. Thanh lý các bác với giá lỗ. Chiếc vang này thì hiện tại thị trường anh em đang bán với giá là 3.800.000. Đấy. Hát rất là hay, echo hay, reverb rất mượt mà. Có phần đây là vang số nhá, vang số này mà cũng có thể chỉnh tay được. Kết nối trên phần mềm máy tính, các bác lấy vang số này em sẽ hỗ trợ các bác là phần mềm cho các bác để các bác có thể kết nối được. Và trước khi gửi đi em sẽ test này và cài 4 chế độ sẵn cho các bác về việc chỉ việc cắm và sử dụng thôi. Đấy, thì em thanh lý con này với giá rất là tốt, mã số 13 với giá là 2.6 triệu. Vẫn bảo hành thì các bác là 1 năm nhé, vẫn bảo hành 1 năm theo đúng cái nhà hãng. Bình thường ấy, nhà hãng PS hay DB là bảo hành 1 năm và cộng với Hiếu Minh Auto bảo hành hỗ trợ các bác 1 năm nữa thì các sản phẩm này được bảo hành 2 năm. Nhưng đây là hàng thanh lý cho nên em chỉ bảo hành theo đúng cái chế độ bảo hành của nhà hãng là 1 năm. 2.6 triệu thôi nhá. Chỉ có là cái thùng nó bị rách này thôi. Và tiếp theo là một chiếc vang cơ lai số em nhập lại của bác khách hàng, thương hiệu là Isa Acoustic S8888. Đấy, con này thì đó là vang cơ lai số có reverb. Đường tín hiệu đầu vào thì đầy đủ các tổng như là AUX1, AUX2, cổng quang optical, bluetooth. Đấy, đầy đủ nhé. Các bác không sử dụng TV, điện thoại, sử dụng nhạc qua điện thoại cũng được, qua cổng quang cũng được. Đấy. Thì đây có tinh chỉnh này, echo này, reverb. Đấy, rất là dễ dàng tinh chỉnh đúng không ạ? Reverb hiển thị luôn trên màn hình của chiếc vang này. Đấy, thì bác khách trước mua con này cũng gần 3 triệu các bạn, cũng gần 3 triệu đấy. Các bác nào muốn trải nghiệm nâng cấp lên con vang mà hay, chất, có reverb và giá êm thì mua con này. Đấy, em thanh lý con này mã số 5 với giá là 950.000, bảo hành các bác 3 tháng. Và tiếp theo là một bộ micro không dây của thương hiệu DB Arctic, model là DB550 Plus. Cái bản này hiện tại là hãng
ngừng sản xuất để hãng nâng cấp lên bản K6000 rồi. Cái mã 550 Plus này hiện tại rất hiếm. Và đây là một trong những model chiến lược của nhà hãng các bạn ạ. Một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường của hãng DBLTIC trong năm 2023. 550 Plus tiếng rất là sáng và rất là sạch. Thì đây là một bộ mic em demo các bạn. Nhưng hiện tại cái model này thì hãng đổi tên rồi. Thì sau ra demo thì nó chỉ có bám bụi và một vài vết xước này. Đấy. Nó tay mic còn rất là đẹp. Chỉ có vài vết xước răm này thôi. Hoạt động bình thường, chạy bình thường. Đấy, em thanh lý con này là mã số 10 với giá là 2,8 triệu. Thì con này thì hiện tại là hết bảo hành của hãng rồi. Nhưng mà em sẽ bảo hành các bác là 3 tháng nhé. Để bao cho các bác là về sử dụng hoạt động bình thường, bảo hành các bác 3 tháng. 2,8 triệu bác nhé. Mic này hiện tại là ngày trước là năm ngoái nhà hãng bán là giá là gần 5 triệu, 4,8 triệu. Tiếp theo là một chiếc vang số của nhà hãng JBL, model là KX180, hàng bãi. Con này em có một chiếc thanh lý các bác, JBL này, KX180. Thương hiệu này chắc không phải giới thiệu nhiều rồi, đẳng cấp rồi. JBL KX180, echo rất mượt mà, nhạc cực kỳ hay. Có DAC cao cấp xử lý âm thanh nhạc, nên âm thanh nhạc ra rất là hay. Thì chiếc vang số JBL KX180 này em thanh lý giá là 3,4 triệu, bảo hành các bác là 6 tháng, bảo hành 6 tháng các bác nhé, bảo hành 6 tháng. Và chiếc vang số này trước khi gửi đi thì em sẽ test và cài sẵn 4 chế độ đấy, các chế độ karaoke và chế độ nghe nhạc cho các bác về các bác cắm vào sử dụng thôi. Với cái giá thành này ý, mà chất âm của chiếc vang này hiện tại hay hơn rất là nhiều so với dòng X các bác ạ. Đấy, em so đơn giản thôi. Và giá hiện tại hàng mới của JBL KX180 các bác check ra, giá hiện tại khoảng hơn 8 triệu. Đấy, em thanh lý con này 3,4 triệu hàng bãi nhé. Tiếp theo là một bộ mic Beyer. Mic này thì Beyer 4 dâu 6 các bạn, vỉ xanh 4 dâu 6, có tự ngắt. Tay mic thì bác chủ thay vỏ ạ, thay cái vỏ rồi, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, tay mic bên màu xanh vẫn còn nguyên của tem biên bán này. Mic hoạt động bình thường, còn rất là mới. Đấy, tay mic thì khỏi bàn rồi, đầu thu này. Đấy, còn rất là mới. Beyer các bác nhá, chất âm thì cực kỳ đỉnh, tiếng rất là dày và nghe rất là sạch sẽ và có tự ngắt. Bộ mic này thì em thanh lý với các bác giá là 1,050,000, mã số 8 và bảo hành cho các bác sử dụng trong thời gian là 3 tháng, bảo hành cho các bác thời gian 3 tháng nhé, có tự ngắt bác nhá. Tiếp theo là một bộ mic nhập lại của các bác khách hàng. Bộ mic này thì bác khách nâng cấp lên bộ K6000 bên em. Thì thanh lý cho bác con này. Đấy, bộ mic JBL. Đây là hàng loại 1 bác nhé, không phải JBL xịn. Đây là hàng loại 1. KMC8. Bộ này thị trường thì hiện tại đã bán gần 2 triệu. Còn bộ này thì nhập lại của bác khách, hoạt động bình thường, chạy bình thường. Tay mic cũng còn rất là đẹp. Còn rất là đẹp này, tương đối ổn. Thành lý giá rất là rẻ thôi, mã số 4 với giá là 800 ngàn. Tiếng mic em thấy rất ok đấy các bạn, thử tiếng mic nó, tiếng nó rất là ấm và trong trẻo. Và bộ này em sẽ bảo hành bác là 3 tháng nhé, cho bác là test hàng này, gọi là sử dụng trải nghiệm trong 3 tháng. Và tiếp theo là một chiếc vang cơ la số của thương hiệu DBLTIC KM350 Pro V2. Thì bác sử dụng được khoảng tầm 3 tháng thì bác khách bác ý gọi là có điều kiện hơn. Không biết là bác kinh doanh gì thì ra chia sẻ là đợt này là có kinh tế, có tiền. Đấy, thì bác nâng cấp lên con vang số
cao cấp hơn, con vàng DBS800 Plus. Thì thanh lý con này đi, trước bác dùng con này được khoảng tầm gần 3 tháng á. Đấy, còn bác về con chưa kích hoạt bảo hành này, chưa cào mỡ vạch. Gọi là hàng siêu lướt luôn, đẹp như mới luôn. Con này em cho ra bán mới cũng được, nhưng mà với cái lương tâm của em sẽ không bán mới. Thì đây con này em thanh lý các bác với giá cực kỳ tốt, giá gốc luôn các bạn. Đấy, em nhập lại của bác khách là 2,4 triệu, em thanh lý các bác là mã số 12, 2,4 triệu nhé. Và còn thời gian bảo hành của nhà hãng thì em bảo hành các bác con này là còn 1 năm, em bảo hành các bác 1 năm nhé. Hai triệu tư mã số 12 ạ. Đấy, thùng xốp này còn mới nguyên luôn, này cho ra bán mới được đúng không các bác? Rồi, ok, tiếp theo là một chiếc vang số của Chipart. Con này thì nhập lại bác khách hàng, nâng cấp lên vang số bên em, Mota 998A. Con này có lỗi là mic rè, chuyển mốt nổ bụp, thì các bác về sửa, đấy, cái này sửa được này. Để cho ra thợ sửa khoảng tầm 200 ngàn. Và con vang, đây là một con vang số này. Để trước khi gửi đi thì em sẽ set up cho các bác các mốt chế độ rồi, các bác về xài thôi. Để chắc chắn là dòng này nó sẽ hay hơn dòng vang cơ, hay là hay hơn dòng X rất là nhiều. Đấy, nhìn hơn dòng X nhé. Revert rất là tốt. Con này nó có bị lỗi cho nên thanh lý giá rẻ lắm. Con này nếu mà không lỗi thì phải thanh lý khoảng tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu cơ. Nhưng đây là có lỗi này thì các bác về các bác chủ động sửa giúp em. Mã số 3 thanh lý các bác là 600 ngàn. Đấy, ngoài cái lỗi này ra thì em sẽ bảo hành các bác là 3 tháng nhé. Cho các bác test những cái trải nghiệm chất âm của cái con vang này. Tiếp theo là một chiếc đẩy công suất 2 kênh, hàng chính hãng, hàng bãi xịn của thương hiệu B3. Model là B212. Đấy, công suất con này thì dao động khoảng tầm là 700-800W một kênh. 700-800W một kênh thì các bác có thể đánh được một đôi 40 hoặc là đánh một đôi 30, một đôi 25. Đấy, mạch B3 thì tiếng nó rất là sáng và rất là sạch rồi các bạn. Mạch B3 thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Hai quạt gió này. Và em bao các bác là hàng chưa sửa chữa, bao zin bao xịn chưa sửa chữa nhé, hoạt động bình thường, bảo hành các bác 3 tháng, thanh lý mã số 1 với giá là 2,4 triệu. Mạch V3 nhé, bao zin bao xịn từ phần tụ này, đấy, phần mên này. Hoạt động bình thường. 2,4 triệu, giá quá mềm luôn. Tiếp theo là thanh lý các bác một bộ micro không dây thương hiệu Beyer, model cao cấp là BS9100. Đây là phiên bản cao cấp của thương hiệu Beyer nhé. Thì đây có một bộ cuối lô cuối cùng trong Sài Gòn, em thanh lý các bác này. Để thanh lý xong con này thì em sẽ nhập tiếp lô mới. Đây là bản lô này của 2023. Hàng mới đập hộp, được bảo hành là 1 năm, thanh lý các bác mã số 11 với giá là 3,4 triệu. Đấy, con mic này thì không cần giới thiệu nhiều rồi, bởi Beyer thì nó là quá đẳng cấp rồi. Beyer vỉ tím đã hay rồi, con này còn bản cao hơn cả Beyer vỉ tím ạ. Tiếp theo là một bộ mic của thương hiệu PS Audio. Đấy. Model là PSVK7. Thì thanh lý các bác con này, một con hàng mới. Còn đúng một chiếc ở trong Sài Gòn. Để cho dọn kho nốt, thanh lý các bác bộ mic PSVK7 của dòng mic cao cấp của PS Audio, hàng nhập khẩu chính hãng, có tem cào mã vạch, bảo hành của nhà hãng, mã số 14, thanh lý các bác giá là 2,3 triệu. Đấy, tay mic đây, màu xanh rêu rất là chất. Cái con này thì hiện tại thị trường đang bán với giá là khoảng 3,6 triệu, 3,7 triệu. Thanh lý 2,3 triệu là hàng mới nhé. Con này thì em sẽ bảo hành theo đúng cái thời gian của hãng là 1 năm. Đấy. Như mic Beyer này thì hiện tại thị trường anh em nó bán khoảng hơn 6 triệu ạ. Tiếp theo là một bộ mic, nếu các bác nào mà kinh tế vừa phải, muốn đầu tư một bộ mic giá khoảng tầm là dưới 2 triệu. Đấy, thì có thể tham khảo cho em bộ mic này. Đấy, một bộ mic hàng mới em cho ra thanh lý PSG100 Plus. G100 Plus, hàng mới nguyên.
Con này thì hiện tại đang bán giá khoảng 2,5 triệu, 2,5 triệu. Thanh lý một bộ thôi, có một bộ thôi. Hôm nay số lượng không nhiều, cho ra thì quay thanh lý bác một bộ duy nhất. Mã số 15 với giá là 1,750,000, bảo hành các bác 1 năm nhé. Đáy mic màu đen. Đấy, chất mic nó rất là nhạy, hát rất là nhẹ luôn, hát cực kỳ nhẹ, hay hơn dòng xua rất là nhiều. Để các bác mua bây giờ bộ xua khoảng 1,6, 1,7, 1,8 thì tham khảo cho em bộ mic này. Vừa là hàng chính hãng, có đảm bảo chất lượng về sản phẩm, mà giá thành êm, chất âm hay hơn xua cực kỳ nhiều. Tiếp theo là đến một chiếc mic. Hôm nay khá là nhiều mic đấy các bạn. Hôm nay là một bộ mic là nhập lại của bác khách hàng. Đấy, các bác khách hàng này mua là thương hiệu của DE Acoustic KV1225 mã. Thì bộ mic này hiện trạng là hoạt động bình thường, hoạt động bình thường. Tay mic thì còn rất là đẹp và mới. Đấy, thời gian sử dụng các bác cũng rất là ngắn thôi. DE Acoustic. Đây còn nguyên tem. Ở mic này thị trường hiện tại các bác check luôn Google thì giá khoảng tầm là gần 4 triệu. Thì đây một bộ gọi là hàng bãi đi, hàng bãi, còn nguyên tem, hoạt động bình thường. Mã số 9, em thanh lý với giá là 1,500,000, bảo hành các bác là 3 tháng. Tiếp theo là một chiếc nâng tiếng PS V900 Plus. Đấy, cái hàng này thì là một chiếc nâng tiếng demo của em, demo các bạn. Thì bản này hiện tại thì hãng ngừng sản xuất rồi, giờ ra bản XT1000. Thì còn một chiếc này thanh lý nốt các bác, từ máy này cho đến vỏ hộp còn rất là đẹp và mới. Nâng tiếng có cổng USB, Bluetooth, cổng quang, AUX. Và đặc thù cái dòng nâng tiếng của PS Audio này thì sẽ có là volume to nhỏ của channel 1 và channel 2, tức là volume như là vang hay đẩy đấy các bạn. Bình thường nâng tiếng không có đâu các bạn. Đây có cổng súp này, USB này. Mới. Con này thanh lý các bác là 950,000 nhé, mã số 6. Bán ngày trước em bán con này là 1,7, 1,8. Bây giờ thanh lý con này, một con cuối cùng của lô này. Hiện tại bản mới là XT1000 rồi. Mã số 6, giá là 950,000, bảo hành các bác 6 tháng nhé. Bảo hành 6 tháng. Và tiếp theo là một chiếc đẩy demo. Đấy, con đẩy này thì các bác nào qua cửa hàng bên em thì biết em dùng demo cho các bác xem mẫu này và test âm thanh ở cửa hàng. Đấy, một chiếc đẩy 4 kênh của thương hiệu DB Acoustic, model là H4120. Công suất cho ra là 1200W trên một kênh, chạy mạch RH. Đấy, con này rất là khỏe này, anh em dùng gia đình cũng được mà đi sự kiện cũng ok. Đấy, sự kiện thì các bác đánh kẻ loa phun đôi cũng được nhé, loa phun đôi coi 76 75 76, hoặc là dùng gia đình thì có thể dùng là hai cặp loa, hai quả súp 50, ok luôn, căng đét luôn. Giá con chiếc đẩy này hiện tại là 12,500,000, có đúng một con demo này em thanh lý với các bác, mã số 18 với giá là 9,600,000, bảo hành cho bác là 1 năm theo cái bảo hành của hãng DB. Và tiếp theo là hai đôi loa cuối cùng. Thì hai đôi loa này thật sự là hôm nay thì cũng có một vài muốn tâm sự thì các bác, và cũng có một sự bức xúc khá là nhẹ cho các bác khách hàng. Thì hai đôi loa này là hai đôi loa em nhập lại để hỗ trợ các bác khách hàng nâng cấp lên loa của bên em. Đấy, các bác nâng cấp lên loa Vital với cả JBL bên em. Thì em xin phép là không nói trực tiếp ra cơ sở cửa hàng. Nhưng mà hôm nay thực sự em cũng khá là bức xúc thay cho khách hàng. Bởi vì là hai đôi loa này các bác khách hàng tin tưởng nơi bán và đặt mua về và cứ thế sử dụng. Nhưng ngày hôm nay khi các bác qua cửa hàng em gặp em Hải để em test nhập lại thì là ra một cái lỗi. Đấy. Đầu tiên sẽ quay bác là đôi loa JD PL 10 cộng. Đôi này ấy, bác khách hàng dùng được gần 1 năm rồi. Và hiện tại là khi ra cửa hàng test là ra cái lỗi này. Đấy. Âm thanh không đều. Đấy, chép sửa. Đấy, chất âm kém đi. Và bác khách hàng bác không nghe được, không nghe quen.
thì chưa nghe được, bởi vì 19/10 rất là khó nghe đúng không? Nhưng đối với em là em nghe âm thanh rất là nhiều rồi, em chỉ test lên cái là em nghe được luôn sự chênh lệch của loa. Và em đã đấu ở đây và cho bác khách bác nghe một lát và đã nhận ra sự khác biệt của một cái quả loa chép kém hơn đấy. Thì bác cũng chia sẻ, cả hai bác khách đều chia sẻ là khi mua về thì tin tưởng mua về thôi, cũng không có kiểm tra gì và cứ thế là xài thôi. Thì đây là cũng là một điểm cảnh báo cho bác, và chia sẻ với bác là mua hàng bãi thì nên tìm đến những cơ sở uy tín có chế độ bảo hành tốt để mình mua được những hàng chất lượng thôi nhá. Đấy. Thì quay lại với chiếc loa thanh lý này là loa JD PL 10 cộng. Thì con này thì hoạt động bình thường, em kiểm tra rồi, có một chép sửa thôi, còn đâu là phân tần này, bát là hoạt động bình thường, chép hoạt động bình thường, chỉ có âm thanh của cái loa sửa kia thì chép nó kém hơn, thì là một loa 9, một loa 10. Đấy. Thì đôi này nếu mà bình thường, hoạt động bình thường thì hiện tại đang bán trên thị trường giá khoảng hơn 8 triệu, chất âm cũng rất là ok, rất là hay, dòng JD là thương hiệu của Tây Ban Nha, rất là hay. Thì đôi này thì có một chép là sửa rồi, âm thanh sẽ lệch 9-10. Thì đấy cũng chia sẻ với các bác luôn, và thanh lý mã số 2 với giá là 4.200.000 bác nhé. 4.200.000. Và tiếp theo là một đến đôi loa DE Acoustic. Đấy, một leo loa là KT TH12-78. Đây bát 30 bác ạ. Đây là loa bát 30. Đôi này thì trên thị trường đang bán cũng là hơn chục triệu, âm thanh cũng rất là ok. Nếu mà hàng zin xịn này và âm thanh đều thì rất là ok. Nhưng mà đôi loa này thì cũng có một vấn đề, đó là âm thanh ra 90, khi em test lên cũng 90. Và em kiểm tra thì một phân tần đã thay hai trở. Em thì nhìn loa nhiều rồi cho nên em chỉ mở ra cái em biết ngay. Thì thay hai trở rồi, cho nên là âm thanh của cái loa mà thay trở đó nó không được như là cũ nữa, thì là được 9-10. Thì đôi này mã số 7 em thanh lý là 5.200.000, thì 9-10 được nhá. Còn kể cả bác khách bác ấy sử dụng đôi loa này cũng không nghe ra được cái sự khác biệt, phải nghe rất là lâu mới nghe sự khác biệt thôi. Đấy. Thì đôi này em thanh lý mã số 7 với giá là 5.200.000 bác nhá. Âm thanh lệch 9-10, sàn sàn với nhau, phân tần thay hai trở. Ok, vừa rồi thì em Hải vừa quay thì các bác các hàng thanh lý nâng cấp của các bác khách hàng. Thì các bác nào và quan tâm đến các sản phẩm thanh lý ngày hôm nay có thể liên hệ trực tiếp cho em với số điện thoại online là 0982352313. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Ngô. Xin chào ạ.